The most common. If you have a liberal attitude, you are not alone. Nearly everyone at some point has different backing that interferes with. Cái từ interfere là làm gián đoạn, làm xen ngang, ha. Routine activity or recreation. America's fame and $50 billion a year on the campaign. The most common cause of job-related disability and a leading contributor to wasteful. Contributor. Backpain is the second most common neurological impairment in the United States. Overall, it is still more common. Cái đó câu số 2 nữa. Được rồi, đó là cho cái câu số 2 luôn đó chị. Back is the most common cause of people with disability. À, câu đúng luôn. Nói chung mà.
cao hơn bạn không phải là gọi là bị cô đơn. Hầu hết mọi người ở một số thời điểm nào đó bị cao hơn, mà cái việc đó nó làm cho can thiệp đến công việc của họ, hoặc là hàng ngày của họ, hoặc là cái việc tâm trí. Người Mỹ tiêu ít nhất 50 triệu đô la mỗi năm vào cái việc cao hơn, và cái nguyên nhân phổ biến nhất của cái việc mà mất khả năng lao động job-related disability, và một cái leading contributor to là một cái đóng góp hàng đầu, leading hàng đầu đối với việc và công việc bị bỏ dở, this work. Best pain là đúng rồi, best pain đau lưng là phổ biến thứ hai, cái bệnh phổ biến thứ hai sau phổ biến thứ hai sau đau đầu ở Mỹ, chị đau lưng và đau đầu là bo vô cần phổ biến hơn. Nhưng mà cái chỗ này thì nói chung là có một cái hơi cái lớn xíu là cho các bạn bối rối, mà cái bản thân cô bối rối là ở đây nó là lít đi là hàng đầu, hàng đầu chứ không phải là nhất. Không chỉ có hiện vậy ha. Như vậy theo như trong này thì người ta nói là bác là gọi là most common, nhất là phổ biến nhất thì là không có, và đó là đau đầu là phổ biến nhất đó. Cái đây khi mình đọc thế cái câu có chê câu ấy thì là cũng bị câu đó true. Bye.
câu đầu á, câu đầu người cái câu lưng là phổ biến này, đau lưng là phổ biến nhất này, nhưng mà phổ biến nhất là cái câu đầu nữa, không có sai, câu đầu có sai. Thank you.
đau đầu, có nghĩa là anh muốn support thêm, nó muốn hỗ trợ thêm cái ý đau lưng, có thể là cái ý đau đầu bắt buộc nó liên quan đến cái ý đau lưng. Anh chị nói chuyện như vậy ha, đó là cái ý là cô đang nói chung cái tâm phong của anh nói chung vậy ha. Ok, còn câu này anh chị muốn gì là chị. Ok, nhưng mà theo ngôn ngữ của cô là nó phải như vậy cái tinh thần chứ không có phải đi không đâu. Ok, tiếp câu số 2. Đau đầu là phổ biến hơn đau lưng. Câu này bảo có nằm mở cả nhà ha. Chú hay không? Chú. Chú, đúng rồi, mấy câu đó luôn á. Rồi, câu số 3. Bác thêm đau lưng mà kéo dài. Less than được chưa đầy. Chưa đầy 3 tháng. Y define S được định nghĩa như là. Define là định nghĩa và xác định. Được xác định như là đau lưng cấp tính. Sai. Four. Kéo dài chưa đầy 3 tháng được xác định như là đau lưng cấp tính. True hay false anh chị? Four. Có người nói true, có người nói false. False anh chị. Short term mà là triệu chứng ngắn mà. True. False nhé. False. False nhé. Kinh niên mà. Còn cái này là ít hơn 3 tháng thì được xem như là ở kêu phép kê được không? Xót tầm. Cái này là một sai.
vì sao không ăn? Không phải buồn ăn. Degenerative condition
cái tình trạng thói quen. Ví dụ như là viêm khớp, như vậy viêm khớp là một tình trạng thói quen đúng không? Đúng. Không đúng. Đúng. Thấy